ngày 14 tháng 11, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã trả hồ sơ lần hai đối với vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan bị can Trần Văn Sĩ, sinh năm 1957, ngụ tỉnh Vĩnh Long, và bị can Đặng Thị Hàn Ni, sinh năm 1977, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, để làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án này. Theo kết luận điều tra trước đó, bà Hàng Ni phát ngôn trên mạng có nội dung liên quan tới thông tin cá nhân. Đời tư của bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, đang thụ án, đăng trên tài khoản mạng xã hội của bà Hàng Ni vào ngày 3 tháng 9 năm 2021. Bà Hàng Ni khai, do bà Phương Hằng xúc phạm mình. Ông Trần Văn Sĩ cũng có những phát ngôn liên quan tới thông tin cá nhân, đời tư của bà Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Hằng trong 8 clip đăng trên tài khoản YouTube luật sư Trần Văn Sĩ. Ông Trần Văn Sĩ khai, do bà Phương Hằng nhục mạ nghệ sĩ, báo chí, còn ông Huỳnh Uy Dũng thì yêu cầu cơ quan điều tra xử lý đúng quy định của pháp luật với bà Hàng Ni. Vì ông Dũng cho rằng, bà Hàng Ni đã đưa ra những nội dung bịa đặt, sai sự thật, xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của vợ chồng ông. Bà Hằng yêu cầu cơ quan điều tra xử lý đúng quy định của pháp luật đối với bà Hàng Ni vì đã đưa ra những nội dung làm nhục vu khống ông huỳnh uy dũng bà phương hằng và công ty cổ phần đại nam quỹ từ thiện hằng hữu